Người Trung Quốc có câu, trẻ không đọc Thủy Hử, già không đọc Tam Quốc. Ý chỉ muốn nói tới cái chất đặc trưng của hai cuốn tiểu thuyết kinh điển này. Tam Quốc Diễn Nghĩa là một pho tiểu thuyết chắc tuyển về cuộc chiến tranh đoạt quyền lực với sự phức tạp của các nhân vật, những mưu mô quỷ kế, những toan tính thâm sâu. Chính vì vậy, khi con người ta về già là lúc mà người ta đã trải đời, đã có đầy đủ kinh nghiệm, sống đã sâu sắc hơn nhiều, nên sẽ dễ bị lôi cuốn bởi cái nham hiểm, bởi những mưu mô trước quỷ của Tam Quốc. Còn Thủy Hử thì lại ngược lại, nó ca ngợi cái chất anh hùng của những bậc hào hán, nó khuyến khích con người ta sống buông thả, bất chấp tất cả để làm những điều mình muốn. Võ Tòng trong Lửa Hận có thể giết chết tới vài ba chục mạng người. Lý Quỳ chỉ vì nghe lệnh mà sẵn sàng hạ sát cậu nhóc con quan vô tội. Chính vì vậy, người trẻ khi đọc Thủy Hử sẽ dễ bị kích động, dễ bị mê hoặc bởi cái phong cách buông thả và phóng khoáng. Sau đây là bốn điều đại kỵ ẩn chứa bên trong tác phẩm Thủy Hử mà bất cứ ai biết đến bộ truyện này cũng cần phải nhìn ra. Đại kỵ đầu tiên, nhát. Có người nói rằng trên ngựa Lâm Sung, xuống ngựa Võ Tòng, ý chỉ rằng nếu kỵ binh thì Lâm Sung là vô địch, còn đánh bộ thì Võ Tòng là số 1. Trong Thủy Hử, Lâm Sung cũng được xem là một trong ngũ hổ tướng của Lương Sơn, bất kể là danh tiếng hay võ nghệ đều danh bất hư truyền. Thế nhưng, thi nại am lại tạo lên một hình ảnh Lâm Sung thực sự đặc biệt, khi mà ý chí và bản lĩnh của chàng trai thì hơi ngược so với tài năng võ nghệ. Qua đây, thì lão già đã gửi gắm thông điệp thực sự đắt giá, khiến tất cả chúng ta cần phải suy ngẫm. Đó là nếu chỉ biết nhẫn nhịn một cách mù quáng và đớn hèn thì chỉ dẫn đến những điều tồi tệ hơn mà thôi. Hãy nói theo ngôn ngữ giới trẻ ngày nay thì đó là một điều nhịn là chín nướng ngồi lên đầu. Khi biết tin vợ bị người ta chọc ghẹo, Lâm Sung tức giận, khí thế đùng đùng chạy tới hiện trường vụ án hòng xử lý đối phương. Vốn dĩ muốn dã cho đối phương một trận ra trò, thế nhưng khi biết đó là Cao Nha Nội, Lâm Sung đột nhiên thả lỏng nắm đấm, đến một lời chửi mắng cũng không nói được ra. Cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt cục tức vào trong rồi đưa vợ rời đi. Lâm Sung tuy gan nhỏ, sợ rằng làm kinh động tới Cao Thái Úy, nhưng bạn tốt là Lỗ Chí Thâm lại là một người không sợ trời không sợ đất. Nghe nói, sau khi biết sự việc, Lỗ Chí Thâm đã chạy đi giáo huấn cho Cao Nha Nội một trận ra trò, nhưng Lâm Sung thì ngược lại, đi can ngăn Lỗ Chí Thâm bị người ta ức hiếp tới nhục nhã như vậy. Nhưng Lâm Sung thứ để ý tới nhất vẫn chỉ là thể diện của cấp trên. Lâm Sung có thể nói là chỉ biết sợ, cần phải biết nhẫn nhịn, cũng cần có giới hạn. Nếu bạn cứ chỉ biết nhường nhịn, vậy sẽ tạo ra một cơ hội cho đối phương đục nước béo cò mà thôi. Lâm Sung cứ nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác, nhường một bước rồi thì nhường vạn bước. Cuối cùng khi vẫn lâm vào kết cục bị vụ oan, Mang Gươm và Bạch Hổ Đường bị khép tội mưu phản, bị đi đày rồi bị Lục Khiêm sát hại, suýt lấy mạng và hủy hoại cuộc đời, khổ cả mình cả vợ, cả người thân. Lâm Sung cả đời ép dạ cầu toàn, nhân nhượng vì đại cục, điều này đã khiến cho chí khí anh hùng giảm bớt đi phần nào. Tuy là một thiên hùng tinh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cả đời lại bị chữ sợ cháo buộc. Trong suốt cuộc đời của mình, tất cả sự hèn nhát và đáng khinh bỉ nhất của chúng ta đều được thể hiện ra trước những người coi thường chúng ta nhất. Ai cũng muốn làm Võ Tòng, nhưng kết quả thì nay đều trở thành Lâm Sung. Tuy an nhất thời, nhưng tâm nạn loạn cả đời. Đôi khi lúc cần ra tay, hãy ra tay, thay vì chấp nhận sự khảo tra của tâm hồn, chi bằng hãy chủ động cầm roi lên. Đại kỵ thứ hai, vội. Lý Quỳ biệt danh giang hồ là Hắc Toàn Phong là lốc xoáy. Lốc một khi nổi lên thì không phân đông nam tây bắc, rất giống với tính cách có phần lỗ mãng và bốc đồng của Lý Quỳ. Lý Quỳ khi mới gặp Tống Giang chỉ muốn ăn canh cá, thế là Lý Quỳ tức tốc ra bờ sông mua cá. Vì nóng nảy tìm cá tươi mà Lý Quỳ gây sự và đánh những người câu cá lẫn những người bạn hàng chài quanh bờ sông, rồi từ đó dẫn tới một loạt các câu chuyện rắc rối, mâu thuẫn không đầu. Tống Giang là người thận trọng, từ tốn, còn Lý Quỳ tuy là người anh em tốt của Tống Giang, thế nhưng lại không học được chút nhẫn nại nào từ người anh này. Có một lần, Lý Quỳ phụng mệnh đi thu nhập lương thảo, tình cờ nghe ngóng người ta bàn tán rằng Tống Giang cướp con gái nhà lành. Lý Quỳ bèn xông lên phía trước để hỏi trông Tống Giang ra sao, thì người ta nói rằng Tống Giang này khoảng 40 tuổi, da ngăm ngăm, không quá cao, vân vân. Còn chưa đợi người ta nói hết thì Lý Quỳ đã tự mình kết án phẫn nộ nói rằng không cần nói nữa, đúng rồi, chính là hắn ta. Vậy là nhanh nhanh chóng chóng quay về Lương Sơn, không phân trắng rõ đen, liền xông vào mắng Tống Giang một trận, còn phỉ báng vào câu khẩu hiệu thay trời hành đạo của Lương Sơn. Sau này, Lý Quỳ mới biết rằng thực ra có người mạo danh Tống Giang làm chuyện xấu xa. Lỗ Tuấn từng nói rằng bản thân ghét nhất kiểu người lỗ mãng như Trương Phi, Lý Quỳ. Họ không bao giờ tìm hiểu xem ngọn ngành trắng đen, chỉ biết cầm dìu lên và đánh lung tung. Trí tuệ ở người tiềm ẩn trong sự bình tĩnh và ôn hòa, còn họa đời người thì lại tiềm ẩn trong sự nóng vội và lỗ mãng. Một người chỉ khi bình tĩnh mới có thể trông thấy được chân tướng, mới có thể giải quyết được vấn đề một cách hợp lý. Nếu chỉ biết dùng tư duy nóng nảy và lộn xộn của mình khi làm việc, vậy thì sẽ chỉ khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Sống ở đời, suy cho cùng cũng chỉ cần tâm không bốc đồng, làm việc không nóng vội. Đại kỵ thứ ba, ngạo. Lưu Tuấn Nghĩa là một nhân vật khá nổi bật trong Thủy Hử. Số lần xuất trận tuy không nhiều nhưng luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc.
Trước khi lên Lương Sơn, ông Hùng Cứ Một Phương được mệnh danh là Hà Bắc Tam Tuyệt Thương Pháp Thiên Hạ Vô Địch. Sau khi lên Lương Sơn, ông bắt sống Sử Văn Cung, lập tức ngồi vào chiếc ghế trại chủ thứ hai của Lương Sơn Bạc. Một Lưu Tuấn Nghĩa truyền kỳ như vậy, nhưng trong mắt của Kim Khánh Thán, một nhà văn, nhà phê bình văn học theo lối ấn tượng của Trung Quốc, được người đời sau mệnh danh là vua của thể loại văn bạch thoại Trung Quốc, thì ông cũng chỉ là một kẻ ngại khí thập túc, tức là vô cùng ngu ngốc. Trông thì tưởng là nhân vật tầm cỡ, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng anh tài là bao. Kim Khánh Thán sở dĩ không vừa mắt Lưu Tuấn Nghĩa, phần lớn nguyên nhân là bởi Lưu Tuấn Nghĩa là người cao ngạo, vốn dĩ là một đại gia gương bổng vô song, cuộc sống đầy đủ, vì bị Ngô Dụng dùng kế cuối cùng nhà nát cửa tan, rơi vào con đường làm giặc cỏ. Tống Giang vì muốn lừa Lưu Tuấn Nghĩa lên Lương Sơn mà có thể nói là đã tổn hao không ít tâm huyết. Tống Giang để Ngô Dụng giả làm thầy bói tới nhà của Lưu Tuấn Nghĩa, nói rằng ông sẽ gặp họa sát thân và bảo lên Thái An Sơn Đông lánh nạn. Lưu Tuấn Nghĩa cho đây là thật nên lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Muốn tới được Thái An thì sẽ bắt buộc đi qua Lương Sơn. Thân cận của Lưu Tuấn Nghĩa là Yến Thanh cảm thấy chuyện này có phần kỳ lạ, khuyên Lưu Tuấn Nghĩa đừng tùy tiện, đề phòng người Lương Sơn chặn đường cướp giật. Thế nhưng Lưu Tuấn Nghĩa trước giờ luôn cho mình là đúng, cao ngạo kiêu căng, nào có để ai vào trong mắt. Những vị hảo hán Lương Sơn vang danh thiên hạ trong mắt của ông ta chẳng qua cũng chỉ là mấy tên giặc cỏ không hơn không kém. Lưu Tuấn Nghĩa đem theo quan điểm này mà xuất phát, kết quả là bị trúng kế của Lương Sơn. Sau đó có nhà cũng không thể về, cuối cùng cũng đang chỉ nhập hội mà thôi. Quân tử bất cừ đại kỳ sự, bất tự thượng kỳ công. Ý muốn nói rằng cuộc đời có huy hoàng tới đâu cũng đều sẽ bị sự tự phụ đánh bại, chiến công có chói lòa đến đâu cũng sẽ bị kiêu ngạo hủy hoại. Làm người phải lý trí đối mặt với cái ưu do cả khuyết điểm của mình, đối mặt với khó khăn và trắc trở không mất đi niềm tin, đối mặt với cả huy hoàng và thành tựu cũng không được quên đi mình có những năm tháng vất vả và phấn đấu khi xưa. Người phóng túng thì không thể thành công, người tự đại ắt sẽ rước họa vào thân. Lưu Tuấn Nghĩa chính là ví dụ điển hình cho điều này. Đại kỵ thứ tư, giảo. Có người nói rằng Ngô Dụng chính là Gia Cát Lượng của Lương Sơn. Thực tế nếu xét kỹ ra thì hoàn toàn Ngô Dụng không thể sánh được với Gia Cát Lượng. Mưu của Ngô Dụng phần lớn đều là mấy vở kịch tổn người lợi ta, còn xa thì mới tới được cái danh hiệu trí đa tinh. Ngô Dụng sở dĩ có thể ngồi được vào ghế thứ ba hoàn toàn không phải vì mưu trí của ông cao cường ra sao, mà chỉ đơn giản bởi ông là một kẻ chủ nghĩa lợi mình giả hoạt. Trước khi Tống Giang ngồi vào chiếc ghế đầu tiên, Tiêu Cái mới là lão đại của Lương Sơn. Thế nhưng không lâu sau khi mà Tống Giang lên Lương Sơn, Ngô Dụng đã quay đầu đầu quân cho Tống Giang. Giữa Tiêu Cái và Tống Giang, Ngô Dụng lựa chọn Tống Giang, bởi lẽ Ngô Dụng biết rằng mục đích của Tiêu Cái là tung hoành ngang dọc, mở rộng lãnh địa, tự lập là vương, còn mục tiêu của Tống Giang là Chiêu An. Hay suy cho cùng, Ngô Dụng và Tống Giang là ý chí giống nhau. Hai người họ hoàn toàn không có chí lớn, không có cái tầm cỡ chọc trời quấy nước mà chỉ ham muốn công danh, muốn thành một vị quan tốt, có chút tiếng tăm khác hẳn với Tiêu Cái, muốn tự lập làm vương, tung hoành ngang dọc, tự mình khởi nghiệp, mở công ty là rất tốt. Thế nhưng, một người xuất thân từ văn nhân như Ngô Dụng lại muốn có một doanh nghiệp nhà nước ổn định và quan tâm tới thể diện hơn. Như vậy, Tống Giang hiển nhiên là sự lựa chọn tốt so với Tiêu Cái. Khi ai nấy đều có ý định tạo phản nhưng lại chưa được Tống Giang cho phép, mọi người đã kéo nhau tới hỏi quân sư Ngô Dụng thương lượng chuyện lật đổ triều đình. Lúc này, trông thế quần chúng có phần kích động, Ngô Dụng giả hoạt nói rằng: "Tự cổ rắn không đầu thì làm sao mà được, Dụng tôi làm chủ, chuyện này nhất định phải để ca ca quyết định rồi mới tiến hành mà được." Thời khắc mấu chốt, Ngô Dụng lại lấy Tống Giang ra làm bình phong, vừa giải quyết được vấn đề vừa không đắc tội với ai. Có thể nói quân sư Ngô Dụng là một người vô cùng giàu hoạt. Sự giàu hoạt này đem lại cho Ngô Dụng địa vị và quyền lực, nhưng Ngô Dụng cũng vì vậy mà mất đi cuộc sống của chính mình. Cuộc đời của Ngô Dụng lúc nào cũng chỉ xoay quanh Tống Giang. Sau khi Tống Giang trúng độc qua đời, sinh mệnh của Ngô Dụng cũng mất đi trung tâm. Và có lẽ thắt cổ tự vẫn là cái kết tốt đẹp nhất đối với Ngô Dụng.